Hello, xin chào quý khán giả của kênh Cắm Miền Tây và Vlog. Thì hôm nay mình sẽ mời quý khán giả đồng hành của mình thì tác nguyên cái mương trắng. Thì hôm nay có Ti và Thắng sẽ đồng hành của mình đi tác cái mương này. Ti nó là mương này của bà ngoại thằng Ti. Xuống mương này mà cái mương này tác nãy giờ có tiếng đồng hồ quý khán giả mà nó chưa có thấm thía vào đâu hết trơn. Lục bình nè. Đây nè, từ cái mương này nè. Nó chạy dài lên tới trển. Đây là Ti đang chuẩn bị dọn được bình cho nước nó chảy xuống khúc rồi đắp ngang lại khúc quý khán giả. Tại vì ở dưới dưới đây này thì nó sâu, còn ở trên đây thì nó cạn. Nên Ti sẽ dọn dọn bờ trước, hả? Dọn để thứ gì á? Ừ, thả lên. Trời ơi. Thả con cá lên nó muốn chấn thương sọ não luôn à. Đây là được con cá bống dừa đầu tiên. Ti sẽ phải đặt khúc. Quá tài bụng. Ai đụng cá lóc không? Nhỏ. Cá lóc nhỏ hả? Nãy cá lóc tỉnh mà nhỏ. Mà con cá gì? Đây. Rồi con cá đồng sạc đồng tông. Cá sạc. Đó, đây là Thắng. Nước chưa cạn hết chứ không vậy? Tôm kìa, ngay chờ Thắng à, ngay chờ Thắng à. Đó. Ồ. Mềm hả? Đó, giờ bắt tôm. Tôm này nuôi được mà tay Ti. Ôi. Giờ tôm mình vớt. Ngon rồi đó. Tôm sạch. Giờ cũng muốn nổ đầu hết rồi. Đục nước muốn nổ đầu. Thắng ở trển nè. Cho nước nó chảy. Tao đổ nước xuống à. Đổ nước xuống à. Cạn rồi mò dài xuống. Nè. Chà, cái này bắt cá lóc hơi mệt rồi nha. Chỉnh nhiều quá hả? Là xịn nhiều quá. Cái mò này hên xui ạ. Cái gì vậy? Tao lộ cho mày coi chặn mắt nha. Tao lộ cho nước ra bớt mới mò được. Trời ơi, tôm càng nó lưa đầu luôn nè. Họ đè mấy con tôm hết trơn tôi cười đã. Sướng. Không thấy nó đụng, không thấy nó phóng ra luôn á. Trời ơi. Đó. Kìa nó nằm hơi thở nó rồi. Đừng cá lóc. Cái này không cá lóc không à. Ai chơi kỳ quá uống xì tin nữa. Ơi. Ơi. Wow. Tôm càng. Rồi, con này bị mềm chút anh. Mới lộp. Tôm lộp. Gà quá trời ta. Rồi chanh nè, tao này nè. Đó, vườn chanh nè, tao chặt tao tỉa là dục xuống đây.
Ủa nãy thấy mấy con tôm đâu vậy? Con này được 8 con rồi. Ốc. Ốc này làm cái gì? Giờ đi dọn rồi. Chanh nữa. Lỗ đây mà. Lọt xã hội rồi quý khán giả ơi, le lưỡi. Thấy cái mương này lâu năm quá này, mấy năm rồi Tý? 45 mày không bồi. 45 không bồi mương này hả? Không bồi mà giờ không có luôn quý khán giả ơi, rèo. Bánh nó có hông kìa. Có cái mương bên đây nè. Khổ chưa. À, phải mấy con cá lóc mới bù lại. Còn không có là lèo. Chua lè luôn. Cái này là hên xui quý khán giả ơi. Đây. Tôi sẽ cho cái ống nước này. Đó đó nghe nghe, bắt tôm thì nó chạy xuống cái à. Ôi ôi. Để nó chui xuống đó nó chém bứt người nó hết. Trời ơi. Ừ, tưởng đây. Tưởng bắt cá lóc về bắt ốc. Ốc 42 mày. Muốn dừa hả? Đó, thắng tên đó thắng dọn một bên, ti dọn một bên. Dọn thử coi cá lóc nó có chạy ra không. Chà bùng này dữ à nha. Có cũng khó bắt cá lóc này. Này tôm nhỏ nhỏ không à. À tôm nó đi xuống. Trời ơi ngồi nó canh. Nó kêu xuống đây mày. Chụp. Đó. Đó 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 đó. Mới chạy xuống. Thằng của mày á. Các bạn thấy có không? Để được kia rồi.
Chưa biết. Trời ơi, cái bọng ngon quá. Kìa đứa đâu anh kìa. Ồ, bắt được con tôm. Nào, nó lóc vô gì đó đó. Rồi. Ngang tay cưng á. Đó. Được không? Đâu? Ừ đúng rồi, bé lớn vậy. Ôi. Mấy anh tôi à. Ừ, vậy mà kêu xe. Xe giờ vậy hai? Rồi bây giờ vậy? Vậy mà kêu xe. Vậy kêu xe ben, xe này, xe kêu vô. Ben tao ben. Hả? Bà có mấy con gì đây? Hai con. Ba bốn con, con. Một lỗ ốc. Lỗ nước xăng. Đừng có lỗ ngã mày. Những cái xịt cái chưa. Có cá lóc ở nhà ông nội. Vô. Không bắt cá lóc bỏ ra riêng. Ờ bắt cá lóc bỏ vô đây đi. Rồi xong. Hết rồi. Thôi đâu nữa. Hai con. Nó mấy con cá lóc ấy, rồi người ta bắt bỏ vô đây hết đi. Đây nè, không chịu bắt. Trời ơi, canh chua. Vô cà khúc. Túng mánh. Nửa ký tôm như vậy. Hơn nửa ký. Hơn nửa ký đừng ký ốc. Đó, chị hai đem được mấy trái dừa kìa. Ừ. Nam lấy mấy trái tỉnh sọt đó nha chị hai. Nam lấy hết mấy trái. Nó lấy hai bụng, hai trái. Nó có tôm nhiều đó chứ. Nhiều chứ. Nửa ký, hơn nửa ký. Lồng tông của nội không à. Vô vô một thắng. Vô vô. Vô vô cả thước luôn. Bốn, bốn năm không đạt. Lấy xe hốt nha. Lấy xe xuống chở về. Xin chào quý khán giả. Hôm nay chúng mình đi rất là bội thu. Bội thu. Thu. Lỗ tầm tọng luôn quý khán giả. Là 4 năm nhưng mà chắc này lạnh. Lạnh hay luôn, ta mò sẵn rồi nên không có. Nên giờ không có. Hẹn quý khán giả biết sao nha. Bye bye.